để chúc cho anh chị được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Một món quà tiếp theo đến từ em trai Văn Thắng. Em trai Văn Thắng đến từ đâu đấy ạ? Cũng ở Đài Loan đúng không? Và rất là chúc mừng cho chú rể và cô dâu ngày hôm nay nhé. Món quà này thật sự là ý nghĩa vô cùng. Và từ phương xa ấy thì chú rể Văn Hoàng cũng sẽ muốn gửi gắm những lời chúc thật sự yêu thương tới hai em và gửi tới anh Thắng nữa. Chúc cho những người thân của chú rể nơi xứ người sẽ luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc thành công. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn cô. Và xin mời hai em chúng ta lại một lần nữa trở lại với sân khấu và những hàng ghế vinh dự và để mời nước các vị khách đặc biệt. Xin mời hai em.